Chào các bạn, chúng ta lại đến với chuyên mục giải đáp với môn toán, kênh YouTube của học giả ấy. Và hôm nay thì bạn Tino Nguyễn hỏi mình cách giải phương trình 3 mũ 2x trừ 1 cộng với 3 mũ x trừ 1 nhân với 3x trừ 7 trừ x cộng 2 bằng 0. Thì mình đã hướng dẫn bạn Tino Nguyễn này làm ở trên Facebook rồi. Mình nghĩ cái câu hỏi này không chỉ riêng của bạn Tino Nguyễn, ở đây nó là một cái dạng dạng phương trình, nó rất là đặc biệt và có cách giải, nhìn ra cách giải cái là nó sẽ là ra ngay. Nếu bạn chưa biết giải cách giải phương trình bậc 2 tính theo delta thì các bạn phải học lại ngay, quay lại lớp 8 các bạn học. Thì các bạn nhìn vào đây. Ở đây mình thấy có hai cơ có một cơ số, đây là cơ số 3. Các bạn thấy 3 mũ 2x trừ 1, đây 3 mũ x trừ 1 được chưa? Ở đây là 3x trừ 7 và trừ đi x cộng 2. Thì các bạn thấy rằng là nhìn vào đây thì rất là khó để giải đúng không? Thì các bạn nhưng các bạn để ý này. 3 mũ 2x, 3 mũ x thì các bạn thấy rằng 3 mũ 2x thực chất nó là 3 mũ x tất cả bình phương. Được chưa? Còn cái râu ria cái trừ 1 này này thì các bạn không quan tâm, các bạn có thể bỏ nó ra ngoài được đúng không nào? Cái trừ 1 cái này như thế, các bạn có thể bỏ ra ngoài được. Thì rõ ràng đây mình nhận thấy đây là một dạng phương trình bậc 2 đối với 3 mũ x. Thì lúc này mình coi 3 mũ x này là một cái ẩn. Các bạn coi như là nó một cái ẩn x lớn ấy. Thế còn cái 3x trừ 7 và cái trừ x cộng 2 này thì lúc này các bạn cứ coi nó là hằng số. Thì khi đấy nó trở về một cái phương trình bậc 2 đối với 3 mũ x đúng không nào? Thì nếu thế thì chúng ta sẽ giải theo delta bình thường. Mình nhớ là có một bài dạng như này, có một bạn đã hỏi mình và mình cũng đã hướng dẫn các bạn làm rồi. Thế để giải quyết bài này thì theo đúng như cái hướng mình vừa nói các bạn ạ. Thì đầu tiên mình vứt cái trừ 1 này ra ngoài. Và cái râu ria này mình không thích, mình vứt ra ngoài. Rất là ngứa mắt đúng không nào? Thì rõ ràng đây nó sẽ trở thành là 3 mũ x nhân với 3 mũ trừ 1 đúng không nào? 3 mũ trừ 1 thì chính bằng 1 phần 3. Các bạn thấy không? 1 phần 3 nhân với 3 nhân 3 mũ 2x. Ok chưa? Tương tự cái chỗ này cũng vậy. Tương tự chỗ này cũng vậy. Thì bây giờ cái này là phép nhân có tính chất giao hoán. Thì vậy mình bỏ cái 3 mũ 3x trừ 7 này ra ngoài. Ở đây có 3 mũ trừ 1. 3 mũ trừ 1 thì mình đưa xuống mẫu thành là 1 phần 3 đúng không nào? Thì đây trở thành là 3x trừ 7 chia cho 3 và nhân với 3 mũ x. Ok chưa nào? À, bây giờ trừ đi x cộng 2 bằng 0. Đấy, cái phương trình trên này sẽ tương đương với cái phương trình này. Vậy thì bây giờ nó có cái mẫu như này. Có cái mẫu là 3, 3 này. Vậy thì bây giờ mình vứt con 3 đi, quy đồng để vứt con 3 đi. Thì rõ ràng đây trở thành là 3 mũ 2x cộng với 3x trừ 7 nhân với 3 mũ x trừ đi. 3 nhân trừ x đây bằng trừ 3x và cộng với 6 và bằng 0. Thì các bạn để ý đây chính là một phương trình bậc 2 đối với 3 mũ x. Đúng nào, mình đã biến đổi về dạng như này rồi. Các bạn cứ coi cái trừ 3x cộng 6 này nó là một hằng số thôi. 3x trừ 7 này nó cũng là một hằng số và ta giải phương trình bậc 2 bình thường. Và bây giờ mình đặt 3 mũ x bằng t. Đặt 3 mũ x bằng t thì các bạn để ý 3 mũ 2x này thực chất nó là 3 mũ x tất cả mũ 2 đúng không? Cái dạng lũy thừa của lũy thừa mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Điều kiện ở đây t phải lớn không, bởi vì đây nó là một cái hàm mũ được chưa nào? Thì cái phương trình 1 này sẽ tương đương với gì? Tương đương với 3 mũ 2x thì chính là t bình phương này cộng với 3x trừ 7 nhân với t trừ đi 3x cộng 6 bằng 0. Thì chưa bạn, các bạn thấy đây là một cái phương trình bậc 2 chưa? Và bây giờ mình đã chuyển về ẩn t, các bạn dễ nhìn hơn không nào? Đây là phương trình bậc 2 đối với ẩn t. Thì bây giờ mình giải delta, trong đó hệ số B lúc này nó bằng 3x trừ 7, hệ số A lúc này bằng 1 và hệ số C bằng trừ 3x cộng 6. Thì chợ delta thì bằng B bình trừ 4AC, trừ 4AC thì lúc này nó là gì? 3x trừ 7 tất cả bình phương, đúng nào? Trừ đi 4 nhân với A là bằng 1 rồi, nhân với C tức là trừ 3x cộng 6. Thế chứ nào? Bây giờ biến đổi nhân tung ra nào? Nhân tung ra. 33 là 9, 9x bình, ok chưa? 9x bình. Trừ 2 x số nhất số 2 2 3 6 6 7 4 2 đây trừ 42x trừ 42x mà cộng với 12x ở đây thì nó ra 30x được chưa nào? Tiếp tục cộng với 77 49 49 mà trừ đi 24 thì bằng 25. Thì các bạn để ý này, nếu người ta đã cho cái dạng phương trình như này thì bao giờ khi các bạn tính delta hoặc delta phẩy thì bao giờ nó các bạn có thể biến đổi được về bình phương của một tổng hoặc bình phương của một hiệu. Còn nếu không biến đổi được thì tốt nhất các bạn bỏ qua luôn, các bạn đừng làm, bởi vì nếu không nó sẽ rất là khó. Khi căn delta không biến đổi được về bình phương một tổng hoặc một hiệu thì căn delta nó sẽ ra căn một cái gì đó và các bạn giải nó rất là lâu, mất thời gian lắm. Vậy thì ở đây mình thấy là 9 bằng 9x bình trừ 30x cộng 25 thì nó chính là bình phương của một hiệu là 3x trừ 5. Bạn thấy không? Bình phương đây bằng 9x bình đúng chưa nào? Trừ 2 tích số nhất 2 3 6 này, 6 5 30, chuẩn chưa? Và cộng với bình phương số thứ hai tức cộng với 5 bình là 25. Ok chưa nào? Vậy bây giờ mình cần phải căn delta ra, căn delta chính bằng 3x trừ 5. Đấy, cái lỗi này. Căn delta chính bằng 3x trừ 5. Vậy nghiệm của nó là gì? T sẽ bằng là gì? Trừ B cộng trừ căn delta chia cho 2A. Được chưa? Thì nghiệm đây như này. Các bạn tự viết vào như này. Và biến đổi một chút. Ở chỗ này trừ 3x cộng 3x chứ bằng 0 rồi.
trừ mình trừ 7 đây, dương 7 trừ 5 này bằng 2, 2 chia 2 bằng 1. Ok chưa nào? Và nghiệm thứ hai là trừ b trừ căn delta chia cho 2 và mình biến đổi ra nó bằng trừ 3x cộng 6. Được chưa nào? Có hai nghiệm t bằng như này. Thế lần lượt các bạn thay nghiệm t vào, với lúc nãy các bạn đã đặt t bằng 3 mũ x rồi. Thì lần lượt các bạn thay vào với t bằng 1 nhá. Với nghiệm đầu tiên t bằng 1 thì 3 mũ x sẽ bằng 1. 1 này chính bằng 3 mũ, mũ 0 bạn đưa về cùng cơ số. Được chưa? Vậy suy ra x thì bằng bằng 0 này là nghiệm. Ok, nó rất là dễ đúng không các bạn? Cái nghiệm thứ hai là t bằng trừ 3x cộng 6 thì tương đương với lại 3 mũ x bằng trừ 3x cộng 6. Ok chưa nào? Mình đặt cái phương trình này là phương trình thứ hai. Mình cũng đã hướng dẫn các bạn ở các video trước rồi, nhìn thấy cái phương trình này chắc chắn các bạn sẽ giải theo phương pháp đồng biến nghịch biến rồi. Được chưa nào? Hay nói cách khác, các thầy vẫn nói đây là phương pháp hàm số thôi. Thế thì bây giờ mình đặt cái vế trái bằng fx. Được chưa nào? Đặt vế phải bằng gx. Đó. Thì các bạn nhớ cho mình là nếu như hai vế, một vế mà luôn đồng biến, một vế luôn nghịch biến thì phương trình sẽ có nghiệm duy nhất. Hoặc là một vế luôn đơn điệu, tức là luôn đồng biến hoặc nghịch biến, còn một vế nó là hằng số thì phương trình đó cũng sẽ có nghiệm duy nhất. Bạn nhớ thế cho mình. Tổng của hai hàm số cùng nghịch biến. Tổng của hai hàm số cùng nghịch biến thì là một hàm số nghịch biến, tổng của hai hàm số đồng biến thì nó là một hàm số đồng biến. Các bạn nhớ cho mình các quy tắc như vậy. Thế để giải xem phương pháp hàm số này, đồng biến nghịch biến này thì các bạn đầu tiên các bạn nhẩm nghiệm cái đã. Thì mình thấy ở đây nhá, các bạn nhìn thấy này, 3 mũ 1 bằng 3, đúng không nào? À, 1 đây thì 6 trừ 3 này bằng 3, vậy 3 bằng 3, hoàn toàn hợp lý đúng không? Thì với phương trình 2 này nó sẽ có một nghiệm là x thì bằng bằng 1, được chưa? Còn nếu bạn nào mà lười giải, các bạn bấm máy tính Casio ra, các bạn nhập cái hàm fx vào xong các bạn dùng shift zone cái là nó sẽ ra được cái nghiệm x bằng 1, nó rất là đẹp. Đấy, giờ mình nhẩm mình thấy là x bằng 1 là một nghiệm của phương trình 2. Là một nghiệm nữa, được chưa nào? Mình chưa khẳng định nó là nghiệm duy nhất, bây giờ mình sẽ chứng minh nó sẽ là nghiệm duy nhất. Được chưa? Đầu tiên mình thấy là đạo hàm f(x), f(x) thì đây là đạo hàm của a mũ x, a mũ x thì bằng đạo hàm a mũ x bằng a mũ x nhân ln của a, được chưa? Thì đây f(x) sẽ bằng 3 mũ x nhân ln của 3. Thì thằng này dương, thằng này cũng dương rồi, vậy f(x) là luôn luôn dương. Thì nếu như f(x) mà luôn dương thì các bạn thấy rằng hàm f(x) là luôn luôn đồng biến. Cái này mình giải thích rất là rõ ở trong cái phần sự đồng biến nghịch biến của hàm số, đã có một cái video đưa lên rồi. Tiếp tục cái hàm gx này. Gx thì các bạn thấy đạo hàm đây nó sẽ bằng bằng âm 3. Âm 3 thì đương nhiên chắc chắn là nhỏ hơn không rồi. Vậy thì mình suy ra gx luôn luôn nghịch biến. Vậy một vế thì luôn đồng biến này, một vế thì luôn nghịch biến. Vậy mình suy ra cái phương trình 2 này có nghiệm duy nhất là x bằng 1, được chưa nào? Vậy phương trình này có hai nghiệm, các bạn ghi đáp số cho mình. Tập nghiệm này sẽ là bằng 0 và 1. Đấy, cái bài nó rất là đơn giản thôi, không có gì là khó khăn cả, thì các bạn để ý theo dõi các bạn làm. Từ đó rút ra cho mình những cái kinh nghiệm nhất định để các bạn làm nhé. Đấy, bạn Tino Nguyễn, bạn theo dõi ở đây, mình thấy bạn hỏi cũng rất là nhiều. Đó, đấy, có gì các bạn comment cho mình ở bên dưới. Nếu sai hay gì để mình sửa luôn để các bạn sau tránh những trường hợp vấp phải trường hợp sai như thế. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn học tốt.